thêm đi chợ hả? Chị bán trái cây ngon lắm nè. Rồi sao tự nhiên giờ đi bán trái cây? Em nhớ là nhà chị ruộng vườn làm không thể luôn mà. Ruộng vườn nào của chị đâu, tất cả là của ổng hết đó. Bây giờ ổng chết rồi, mấy đứa nhỏ nó tranh giành với chị đúng không? Trời ơi thiệt tình à, sao chị không nói cho tụi nó biết á, là hồi á má tụi nó mất từ khi tụi nó còn nhỏ xíu à, rồi ổng cưới chị về, rồi một tay chị quán xuyến ngực gầy dựng cơ ngơi đựng vậy. Tôi thương yêu tụi nó hết lòng như con ruột của mình vậy đó, đâu có toan tính gì đâu. Vậy mà ba nó mới vừa chết à, nó kiếm chuyện với tôi đủ thứ chuyện hết trơn á. Thế vậy tôi đi về nhà cũ tôi ở cho rồi cho nó yên thân. Chẳng phải em đã nói với chị á là mẹ ghẻ con chồng á khó lòng lắm, giờ xảy ra cớ sự đó thấy chưa, ổng lăn đùng ra chết rồi ai lo cho chị đây? Thì tôi thấy có mình tôi à, thôi tôi qua buôn gánh bán bưng vậy nè tôi sống cũng được, chứ bây giờ mà nếu mà tranh giành thì thiên hạ họ chê cười. Thôi thôi thôi, mệt quá em không muốn nói nữa, lấy cho em mỗi thứ một ít đi rồi tính tiền nhiều nhiều cho tôi. Đi em mở vô. Tại bà hiền chứ gặp mình hả, cái đám con chồng kia ra đường ở hết. Tài sản vô tay mình phải giữ trọn, ngu gì mà chi chát. Minh ơi. Ơi. Vô ăn cơm nè. Ừ. Sao á, mình không chờ chú về ăn chung luôn? Chú nói với tôi á là hai vợ chồng mình cứ ăn trước đi, à, lát chú về á chú ăn ở dưới bếp được rồi. Mà chú này á cũng ngộ ghê, hồi nãy thấy rửa tay rửa chân ngoài ruộng rồi tưởng đâu về tới đây chứ, bây giờ mà đặt sinh tính la cà nữa, không biết đi đâu mà không về ăn cơm chung nữa. Chắc là chú có chuyện gì đó mà. À mà mình tôi thấy hình như là từ hồi mình cưới tôi về á, tôi thấy chú có cái gì đó có vẻ như là chú không có thích tôi. Không có, có mình đừng có nói vậy. Tại từ lúc mà mình về nè thì nhà này có người quán xuyến rồi, lo trước lo sau rồi, cái chú ỷ y à, chú không có muốn về nhà sớm để phụ việc nhà vậy thôi, chứ chú không phải là không thích mình đâu. Thôi kệ chú đi. Trời đánh còn tránh bữa ăn, mình ăn cơm đi. Để tôi chừa đây nè, chừa cái con cá to nhất lớn nhất này cho chú ha. Ừ. Hai vợ chồng mình ăn cái con nhỏ này được rồi. Ăn đi mình. Ừ. Ăn rau đi. Chú. Dạ. Sao chiều nào chú cũng về trễ trơn vậy? Dạ em đi đóng củi. Ủa, đóng củi? Dạ. Củi nhà mình á chụm 3 năm nữa chưa hết nữa, mắc mớ gì đóng củi làm gì? À, tại chị dặn em chiều về đóng củi đem về luôn, cái em mới tạt vô trong rừng em đóng củi xong em mới về. Vậy à? Dạ. Ừ. Sao ăn uống rau với cơm trắng không vậy? Ê, còn cái gì em ăn cũng được. Hồi nãy chị chú chừa chú con cá chiên to lắm, ngon lắm ở đây mà. Em đâu có thấy cá gì đâu. Ủa kỳ vậy? Bà ơi bà. Bà. Dạ. Xuống đây xuống đây. Mình kêu tôi. Ủa chú Ngọ về rồi hả? Dạ. Con cá của chú đâu? Con cá gì? Con cá hồi nãy ăn rồi nó chừa chú đó. Đó thì hồi nãy. Ủa trời ơi, con cá to rất là to mà ngon nữa, chú ăn nhanh dữ vậy hả? Để tôi để trong này mà, tôi để cẩn thận rồi tôi còn đậy kỹ nữa đó. Em đâu, đúng em đâu thấy cá, em thấy dĩa rau không à. Ủa nó dĩa rau không, mấy con cá kìa, không có con cá. Nãy con cá mà để đâu? Thì tôi để trong cái mâm đó chứ để đâu. Chú bậy hết sức à, con cá để trong cái mâm mà sao không có. Em nói thiệt đó, nếu có cá thì em nói có cá rồi. Nó nói thiệt kìa, nếu nói cá nó có cá rồi, mày không có cá. Ông hỏi tôi vậy là sao? Ý ông nói tôi vu oan cho em ông á hả? Chú nói vậy là sao?
chú vu oan cho vợ anh hả? Dạ dạ không có, em đâu có ý vậy đâu, nhưng thật tình là chỉ có dĩa rau luộc thôi à. Nó nói có dĩa rau luộc không nè. Nó biết chưa, tôi nói với ông mấy lần rồi ông không tin tôi gì hết. Em của ông á đâu có ưa gì tôi đâu, rõ ràng tôi để cho nó nguyên một con cá thì là to mà ngon nhất nữa. Vậy mà bây giờ nói là tôi không để rồi còn ăn cơm trắng không vậy? Để cho mọi người ở thiên hạ người ta nhìn vô người ta nói tôi tệ bạc với em chồng sao? Trời ơi chú ơi là chú, sao chú lại gieo tiếng ác cho chị vậy? Mình ơi mình thấy chưa? Chị à, em... Thôi chú nín đi, chưa hết đâu. Chú nói á, chiều nào á mình cũng sai chú vô rừng đốn củi có mình. Trời ơi mình ơi, quan cho tôi quá à. Củi nhà mình chất cả đống vậy đó, xài cả năm còn không hết nữa. Tôi xài chú đó đem củi về làm gì chứ? Nín đi, để tôi xử cho. Chú á, hả? Chú không vừa lòng vợ chồng của tôi á, cái chỗ nào thì chú nói chứ. Tại sao chú đặt điều nói chuyện mà nói xấu chị dâu chú như vậy? Hả? Chú muốn cái gì? Em nói thiệt mà anh hai, chị có dặn em vô gần lấy củi, rồi em về nhà em thấy dĩa rau thì em nói dĩa rau, chứ em đâu có nói quan nói ức gì cho chị đâu. Đúng rồi, chú không có nói, nhưng mà chú gieo tiếng ác cho tôi. Mai á mà có anh chú ở đây á, anh chú chứng kiến thấy mà chú còn nói như vậy nữa. À đúng rồi, có mấy lần á tôi kêu chú về sớm ăn cơm với vợ chồng tôi mà chú nói thôi để em xuống dưới bếp em ăn. Thì chú muốn là một mình chú ăn một mâm chứ gì, rồi ăn ở chỗ này nè, người ta đi qua đi lại để người ta thấy là hả chú phải ăn cơm ở dưới bếp. Ý nói là tôi đối xử tệ bạc với chú đó. Chú đó, giờ chú giỏi lắm phải không? Chú muốn làm gì thì chú làm đúng không? Chú giỏi cái gì á, chú đi ra ngoài đường chú sống đi, chú đừng sống trong nhà nữa. Tôi không muốn nhìn thấy bằng mặt của chú. Ha, Minh, lên nhà trên uống trà đàm đạo. Anh hai, đừng có đuổi em mà anh hai. Uống nước đi mình. À, sao vậy? Nóng. Hồi nhỏ đó thì dễ thương biết mấy, lớn lên à rồi sanh tật trở chứng, nói thì không được, dạ thì không nghe. Thôi mà mình, em nó còn nhỏ, có gì á mình từ từ mình chỉ bảo em nó, không có gì đâu mà mình tức giận vậy. Tức thiệt mà. Dạ thưa anh chị hai, cho em xin phép được ra bìa rừng. Em dựng lều, em trồng rẫy, em sống riêng à. Trời ơi là trời. Sao bây giờ lớn rồi phải không? Không dạy được chứ gì đúng không? Mới dạy có một câu à, đuổi nè, vô cuộn đồ đi liền gì không? Đi đi. Thôi đi. Mình ơi giữ chú lại. Giữ cái gì? Chú muốn đi cho chú đi. Đi. Chú ơi đừng có đi mà chú. Mình đi. Đi ra khỏi nhà này, tôi không thấy mặt chú nữa. Đi. Mình, chú Ngọ, chú Ngọ. Chết rồi trời, chặt xong hai cái cây để dựng xong cái liều là mừng rồi. Bây giờ thấy đường đâu mà đi ra khỏi cái bìa rừng đây? Bây giờ mình ngủ lại một đêm đi rồi tới sáng mình mới thấy đường ra bìa rừng chứ. Bây giờ thấy đường đâu mà đi? Ý mà đâu có được. Mình nghe anh hai mình nói là ở trong rừng là có thú dữ dữ lắm. Mình ngủ dưới đây vậy, thú dữ lại ăn thịt mình sao trời? An toàn rồi. Cuối cùng chúng ta lại gặp nhau.
nắm tay nhau, bắt tay nhau, ta cùng nhau múa nhau. Đến hẹn lại lên, khi mặt trời bị che khuất bởi bóng tối thì ba chúng ta lại quay quần bên nhau. Là đúng như lời thỏa thuận. Nếu mà một trong ba con quỷ chúng ta không tìm được bí mật của loài người thì hôm nay con quỷ đó sẽ là quỷ chúa cùng và phải làm nô lệ cho hai con quỷ còn lại. Ta vừa nghe thấy mùi thịt người thoang thoảng đâu đây. Đúng rồi, mùi thịt người. Vậy là đêm nay ba con quỷ chúng ta phải đi tìm thịt người để ta vui thỏa thích và no bụng từ đây tới sáng mai. Ta là người thấy rồi. Bâu, đâu? Ngươi nói đi, bâu. Nó xuất phát từ cái miệng của hổ tinh. Hôm qua ngươi ăn thịt ngươi. Chính xác. Đúng rồi. Hơi. Thôi, bỏ qua chuyện này đi. Các ngươi có biết cái làng bên kia rồi hay không? Cái làng bên kia nó có một cánh đồng mênh mông nhưng mà không có nước. Vì ở đó có một cây đa cổ thụ đã ngăn lại mặt nước ngầm. Chính vì lẽ đó nước không thể nào chảy qua được. Chỉ cần bốc cây đa nó lên thì mạch nước ngầm nó sẽ được khai thông. Thì ngôi làng đó có thiếu gì nước để mà cày cấy. Người tưởng cái bí mật của người hay lắm hay sao? Biết cũng ngôi làng bên đó không có một cái rừng trúc đại, có cây trúc bảy đốt. Ai mà lấy cái trúc bảy đốt đó làm cột keo nhà thì điều kỳ diệu sẽ xuất hiện. Ê, người đâu vậy? Đi đâu à? Ta đi lấy cái trúc bảy đốt thì có điều kỳ diệu sẽ xảy ra và ta sẽ thành người. Chọn thắng đi, ngươi sẽ thành người. Vậy hai chúng ta sẽ có thịt người và ăn. Thôi, nói chỉ nói vậy thôi. Chúng ta có thành người hồi nào đâu. Chẳng lẽ các ngươi giúp ăn thịt ta hay sao? Nè, ngươi tin, ngươi có biết cái bí mật gì mà loài người chưa biết? Ngươi biết gì về bí mật của loài người? Nói nhanh đi. Dạ, ngươi thấy cái làng bên kia không? Có một nhà chuyên nuôi cá. Trong nhà đó có một cái ao nhỏ nhưng bị bỏ hoang. Dưới đáy ao có một cái chum châu báu mà không ai biết. Ngươi nói sao? Không ai biết, sao ngươi biết? Chỉ có chư tinh ta mới biết. Hôm nay mỗi con quỷ chúng ta đều biết được một bí mật của loài người rồi. Không có ai thua ai cả. Vậy thì giờ này chúng ta tụ họp nơi đây để làm gì? Nhiều chuyện. Vậy thì xong chưa? Xong rồi. Vậy thì chúng ta tự đi ngủ rồi tự giải luôn đi. Ta buồn ngủ quá. Làng bên kia. Người đến đây xin làm thuê phải không? Dạ bẩm ông, con nghe nói ông cần người coi ao cá nên con đến đây xin làm ạ. Thấy người hiền lành nên ta nhận. Chỉ cần người siêng năng chăm sóc mấy ao cá của ta cẩn thận, ta sẽ trả lương hậu hĩnh. Dạ, con cảm ơn ông, con sẽ cố gắng. Anh Ngọ, nghỉ tay em trưa cái đã. Em vô chợ cho mát đi. Anh cho cá ra gần xong rồi anh vô. Ừ.
cô nè, sao tôi thấy nhà mình có cái ao nhỏ bị bỏ hoang á, cho cha cô không có nuôi cá cái ao đó. Làng này hiếm nước dữ lắm. Cái ao này có nước được á là nhờ con suối ở gần đây cha em dẫn nước vào. Còn cái ao mà anh nói, khi nào mà mưa lớn lắm thì mới có nước. Vậy sao làng mình á không có đào giếng để mình tìm nguồn nước nữa? Người dân đã đào giếng khắp nơi nhưng mà vẫn không tìm ra nguồn nước, cho nên bây giờ không ai nghĩ tới chuyện đó nữa. Chà, người thấy cái làng bên kia không? Có một nhà chuyên nuôi cá. Trong nhà đó có một cái ao nhỏ nhưng bị bỏ hoang. Dưới đáy ao có một cái chum châu báu mà không ai biết. Sao tự nhiên anh im re không nói gì hết vậy? Tôi đang nghĩ không biết đến khi nào tôi mới có đủ tiền tôi mua cái ao nhỏ giống vậy để tôi nuôi cá. Vậy thì anh ráng làm chăm chỉ đi, anh để dành tiền, mai mốt em kêu cha của em á bán lại cho anh cái ao đó. Dạ hả? Cô hứa rồi đó nha. Năm nay trời khô hạn quá, chưa thấy có giọt mưa nào. Ruộng đồng ở dưới kia khô cằn cả rồi. Nước ở trong ao cá nhà mình á, không biết đến chừng nào nó mới cạn đây không biết nữa. Cha, chỗ miếng nước đi. Con thấy cái con suối ở gần nhà mình cũng cạn nước rồi đó cha. Dạ thưa ông, ao cá của mình á cũng sụp hết mấy phân rồi. Con sợ tình trạng kéo dài như vậy cá mình chết hết đó. Cha, hay là mình vớt cá lên bán hết đi cha. Lứa cá này á là cá giống, cha cũng mới vừa thả. Nó còn nhỏ lắm, nếu mà vớt lên bán á cũng chẳng có ai mua. Dạ, ông ơi, sao làng mình không có đào giếng để tìm nguồn nước không? Con có thấy cánh đồng rộng mênh mông ở dưới chân đồi bị bỏ hoang không? Dạ. Cái làng này á thiếu nước từ lâu rồi. Có đào giếng đi chăng nữa đó cũng không có nước, chỉ trông chờ vào ông trời mưa mà thôi. Biết tính sao bây giờ? Các người có biết cái làng bên kia rồi hay không? Cái làng bên kia nó có một cánh đồng mênh mông nhưng mà không có nước. Vì ở đó có một cây đa cổ thụ đã ngăn lại mặt nước ngầm. Chính vì lẽ đó nước không thể nào chảy qua được. Chỉ cần cốc cây đa nó lên thì mạch nước ngầm nó sẽ được khai thông. Thì ngôi làng đó có thiếu gì nước để mà cày cấy. Đất nhà chú á, may mắn có dòng suối chạy ngang nhà rồi dẫn nước vào ao. Mà với hạn hán như vậy, ruộng không hề có miếng nước. Đến mức độ trâu bò còn không có nước để uống mà uống hồ gì ruộng. Cho nên mới xin nước ao nhà chú để cứu ruộng của dân làng đó mà. Hạn hán kiểu này còn kéo dài, con suối nhỏ đó đã khô cạn từ lâu rồi. Ao cá nhà tôi á làm sao đủ nước để cứu hạn hán cho dân làng. Vả lại á, tôi cũng mới vừa thả một mớ cá giống xuống nữa. Tới đâu hay tới đó đi, còn nước còn tát mà. Những lúc hữu sự như vậy mình biết chia sẻ với nhau thì mới gọi là tình làng nghĩa xóm chứ chú. Dạ bẩm ông, bẩm trưởng làng, cô có chuyện muốn thưa ạ. Chỗ người lớn đang nói chuyện, gần ra đây làm gì, đi ra sao đi con. Dạ không. Thưa trưởng làng, trưởng làng hãy kêu gọi tất cả những người dân ở đây cùng nhau đào giếng để tìm nước đi. Nhà ngươi ở đâu mà đến đây kêu vụ đào giếng vậy? Ta đã cho người đào giếng khắp nơi rồi, nhưng đâu hề có nước đâu. Con sẽ chỉ chỗ cho mọi người đào giếng. Dạ con hứa, chắc chắn sẽ có nước. Nếu không, con sẽ ở lại đây làm công không cho cả làng. Nếu mà con đào giếng mà có nước á, ta sẽ gả con gái cho con luôn. Còn ta, nếu như kiếm được cái chỗ đào giếng mà có nước, ta sẽ kêu gọi tất cả bà con chia đất cho nhà ngươi, dựng nhà cho nhà ngươi luôn. Dạ, con xin đa tạ hai ông. Bọn yêu tinh nói nếu đào bật được gốc cây đa này sẽ có nước.
Bây giờ mọi người hãy giúp tôi đào bật cây đa này lên. Mọi người hãy giúp chàng trai này đào bật cây này lên. Chúng ta hãy chia ruộng đất cho chàng trai này để dựng nhà và lập nghiệp. Giỏi lắm, giỏi lắm. Như ta đã hứa, ta sẽ gả con gái ta cho con, và ta sẽ cho con cái ao cá lớn, coi như làm của hồi môn. Con cảm ơn ông đã thương con, nhưng con chỉ cầu xin ông cho con một cái ao nhỏ bị bỏ hoang để con nuôi cá thôi ạ. À, được 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 được, ta sẽ chiều theo ý con. Anh nghỉ tay uống miếng nước đi đã. À, chị nói với lại anh Ngọ là còn thiếu một cây để làm kèo nhà nữa nha. Anh Ngọ đi đâu từ sáng tới giờ chưa về? Để em đi tìm anh thử. Mình ơi, Mình. Anh về rồi nè. Nhà đang cần một cây tốt để làm kèo nhà, sao chàng lại chọn một cây trúc công queo xấu quắc vậy? Đây là cây trúc có đúng 7 đốt, anh phải tìm khắp nơi mới tìm được đó. Mà anh tìm cây trúc 7 đốt để làm gì? Vợ chồng mình á, mà lấy cây trúc này gác lên làm kèo nhà thì sẽ có điều kỳ diệu xảy ra. Điều kỳ diệu xảy ra? Ở đâu vậy Mạnh? Đây nữa nè. Em ơi, ủa sao vàng có ở nhà mình nhiều vậy? Em cũng không biết nữa. Hồi chiều anh đào lên từ cái ao nhỏ bị bỏ hoang mà cha cho mình đó. Anh cũng chưa biết ở chậm có gì nữa. Trời ơi, Vàng. Vàng. Vàng em ơi, đúng là vàng rồi. Ôi da. Ôi da. Vàng. Nhiều quá. Em ơi, vậy là mình giàu to rồi em ơi. Vậy là mình giàu to rồi.
Trời ơi, chú nói sao? Chú nói nguyên cánh đồng bao la bên đây là của chú hả? Dạ không phải đâu anh hai, còn cánh đồng bên kia nữa mới đúng. Hả? Trời ơi. Vậy vậy còn cái bên này cũng là của vợ chồng chú hả? Dạ không phải đâu chị hai, còn ở tuốt tuốt phía sau lưng này cũng là của nhà em nữa đó. Thiệt gì đó hả? Ông ơi, già quá. Trời ơi, em kể vụ mấy con yêu tinh giúp em mà giàu có gì đó hả? Dạ đúng rồi đó anh hai. Thiệt không? Em kể hết cho anh hai nghe rồi còn gì. Mà thiệt không? Dạ thiệt. Trời ơi, vậy vậy thì anh hai phải đi vô rừng, phải phải gặp cái bầy được ban yêu tinh đó để nó chỉ bí mật. Anh hốt tiền hốt vàng và đi về vô rừng. Vô rừng anh hai. Rừng. Hả? Anh chị đừng có vô trong, tại vì bây giờ tất cả đất đai của cả vàng bạc của tụi em á còn nhiều lắm, tụi em xài cũng đâu có hết đâu, mà em chỉ có anh chị là người thân thôi, em sẽ chia sẻ với anh chị. Dạ đúng rồi đó anh chị, chứ anh chị mà vô rừng gặp ba con yêu tinh thì nguy hiểm lắm đó. Vợ chồng anh có việc phải đi về, muốn chia việc hai ba ngày sau qua đi chia ha. Ông ơi sợ quá ông ơi, ông nghe tiếng gì không? Nghe. Không ấy mình đi về đi. Ở nhà nói làm sao? Tầm lòng đi vô đây phải nghe coi cái đám quỷ nói gì, có cái bí mật gì để mà mình nghe rồi mình phải kiếm được tiền vàng mình giàu hơn thằng em mình chứ. Bà muốn giàu hơn em mình không? Đương nhiên là muốn rồi. Muốn thì vô. Vô đâu? Tới đâu hả? Đi kiếm cái cây đó, cái cây của thằng em mình đó. Đi, nhớ không? Đi kiếm cái cây. Cái cây. Ủa vậy là mình tới rồi đó hả? Mình tới rồi. Em tôi nó kể là phải dèo lên cái ngã ba cây này, rồi hai chồng mình chịu khó ngủ trên đó toàn than một đêm mới nghe được cái bí mật. Ủa vậy không? Hả? Ừ. Nắm tay nhau, bắt tay nhau, ta cùng nhau mua nhau. Nhưng mà nổi quá hả, con nổi rồi. Đúng rồi. Sao vậy? Tại sao mà kỳ vậy? Ta lại nghe thon thoảng đâu đây? Có cái mùi thịt người là sao? Tại người nói quá tưởng tượng ra thôi. Chứ trong rừng gì, giữa đêm khuya gì, làm gì có người ở đây mà có mùi thịt người. Chắc là phát ra từ trong miệng của ngươi á. Nhưng mà lần trước ta đâu có ăn thịt người thì làm sao mà còn trong miệng của ta được. Đúng rồi, chính xác. Mấy bữa nay đâu có ai được miếng thịt người nào đâu. Mà lại có mùi thịt người, đúng không? Đúng là cũng đau bụng rồi, quyết định bữa nay phải đi tìm thịt người. Đi. Hình như ta cũng ngửi thấy được mùi thịt người. Đi tìm thịt người. Đi tìm thịt người. Khai lại, ta sẽ nhớ được chuyện. Chuyện gì? Cái bí mật mà chúng ta nói hôm trước á. Chẳng có ai nghe được. Nên mới nói cho chàng đồng dân của ngươi. Tại một chàng thanh niên nghèo, bản chất trở nên giàu có và trở thành phú hộ. Đúng rồi. Vì ai? Ai là người nói? Ai có nói không? Hả? Ta không có nói. Ai nói? Ta cũng không có nói. Ta sợ bí mật rồi. Lọc ra ngoài được. Chắc chắn phải có người nghe. Ta thấy rồi. Gì? Nói đi. Hôm nay ta mới biết được bí mật mà loài người không bao giờ biết được. Bí mật gì? Các người biết cây tùng khô ở bìa rừng không? Biết, ta biết. Nếu mà ai lấy cây tùng khô đó về cưa làm giường ngủ thì điều kỳ diệu sẽ xuất hiện, và điều kỳ diệu đó sẽ gấp trăm, gấp ngàn lần các điều kỳ diệu lúc trước nữa. Nhưng mà nè, điều kỳ diệu là gì? Đúng, là gì? Không được, bà chỉ nói nhỏ hơn người biết thôi. Như nói lớn, sẽ có người khác nghe tôi sao? Ông nghe nó nói gì không? Thì xô xì vậy sao nghe? Trời ơi, ba con quỷ này mà nói cái chuyện quan trọng phải nói lớn cho người ta nghe chứ. Nói nhỏ vậy sao được? Ơ, tội à? Xử nó đi. Ê, ba con quỷ, nó nghe nè. Phải nói lớn cái bí mật người ta nghe, bí mật gì người ta mới phát hiện được chứ. Nó nói với ai vậy? Sao người ta biết được là bí mật gì mà người ta phát hiện? Xấu xí quá. Quỷ
chuyện gì xảy ra lại? Chúng ta chính hai người. Hai người đã nghe lấy chúng ta. Xuống đây mau đi. Xuống đây. Xuống đây. Xuống đây. Xuống đây cho tụi ai hết. Con xuống hả? Xuống đây. Anh chị hai ơi. Anh hai ơi. Anh chị hai. Anh chị hai ơi. Anh chị hai. Anh chị hai ơi. Anh ơi, quần áo của anh chị hai nè. Đúng rồi, cái áo này là cái áo của anh hai mặc qua nhà mình mà. Anh hai. Trời ơi. Trời ơi, anh hai. Anh chị hai sao anh? Anh chị hai bị yêu tên ăn thịt rồi. Yêu tên ăn thịt hả? Anh hai! Đâu tươi đi, đâu tươi, đâu sạch nè, ngon nè em ơi. Ngang vàng mã về đốt để cho bà con. Lấy vàng mã được anh? Được dạ. Sống vui thế giới bên kia. Chút tiêu. Trời đất ơi, đâu rồi? Đâu rồi, mất tiêu rồi. Nó mất tiêu rồi. Mọi người có thấy thằng bắn đào đâu không? Nó mất tiêu rồi kìa. Đâu rồi? Chuyện gì vậy? Chị gì vậy chị? Cái tên bắn đào này nè. Tức quá mà. Trời đất ơi, hôm qua hả, tôi mua nó nửa cân đậu nè, mà tôi về tôi cân lại hả, ba lạng. Hỏi coi nó cân chứ, mất tiêu rồi, bực quá mà. Trời đất ơi, ăn gan bắn lận tôi vậy mà. Mọi người thấy nó đâu không, chỉ giùm tôi đi. Chị ơi, cái thằng bắn rau nó về quê lấy vợ rồi, chắc cái gì nghỉ luôn, nó không lên ở đâu. Nó quê ở đâu biết không, chỉ với tôi đi. Tôi mà biết nó hả, tôi bầm tôi xé xé nó ra cho mà coi rồi nha. Buôn gan bán lận mà. Ghét dễ sợ vậy à. Thôi bình tĩnh đi chị. Mua nhang vậy đốt không lâu đi. Có muốn nội không hả? Cháu ơi, cứ bình tĩnh đi. Thời bộ khó khăn mà. Buôn gian bán lận là chuyện thường thôi. Nhưng mà không phải ai cũng vậy đâu. Chú nghĩ đi nè. Sao không tức được chứ hả? Mỗi ngày tôi đi mua ra tới này nè. Thành mối quen mới ruột rồi. Vậy mà hắn còn buôn gian bán lận tôi hết lần này tới lần khác. Tôi nói vậy mọi người có hiểu không? Hiểu chưa? Mọi người có hiểu tôi đang nói gì không? Nhưng bà con ơi, mình biết là buôn gian bán lận vậy á thì mình đừng có mua nó nữa. Nhưng mà chú nói cho con biết, mấy người mà buôn bán gian lận ấy sau này nó không có giàu đâu. Chị ơi, chị đừng có qua đũa cái nắm chị ơi. Ở đây tụi tôi buôn bán đàng hoàng chắc phát lắm, chứ không phải giống như thằng bán rau đâu. Buôn bán lộn xộn như thế không? Giờ nó trốn luôn rồi đó. Bực bội quá à. Mấy mốt hả? Tôi không thèm ghé chợ này nữa đâu. Tôi đi chợ huyện tôi mua. Cô ơi, cô, ở đây ai cần thiếu có người chứ không phải ai cũng bán thiếu đâu cô ơi. Đúng rồi, đâu phải ai cũng bán thiếu đâu mà nói vậy. Thì sao hồi nãy có người ta đây không nói. Cái ngon nè. Đúng rồi. Cái hả? Nè bán em. Nhẹ quá vậy. Chú Bảy, công nhận nghe. Chú Bảy gì già rồi, mặt khỏe ghê. Con gà 3kg mà chú Bảy cứ là nhẹ. Vậy? Gà này 3kg hả? Dạ. Mày giỡn rồi Bảy. Gà gì mà 3kg, nhẹ hiệu mà 3kg. Con bán gà cho chú Bảy bao lâu rồi? Chú Bảy không tin vậy. 3kg. Mày không tin thấy không? Mày không tin để tao cân cho mày, cho mày thấy nha. Dạ đúng rồi chú Bảy, cân đi. 3kg rõ ràng là con cân 3kg. Để tao cân mày nói nhiều quá. Rồi mày móc cho dạ. Tao đi. Nhìn kỹ nha. Bèn đỏ 1.2kg. Kỳ kỳ vậy chú Bảy. Kỳ cái gì? Con cân là 3kg. Giờ mày không tin thấy không? Chú Bảy cân lại một lần nữa đi chú Bảy. Mày không tin mày cân đi. Chú kỹ nha. Mày phải cầm về nè, thọt tay vô đây nè. Đó, đó 1.2kg thấy không? Ba 2.2kg không? Kỳ vậy trời. Rõ ràng là con cân ở nhà là 3kg. Ở nhà mày cân bằng cái gì? Thì con cân bằng tay. Bằng tay thì làm sao mà chính xác bằng cái cân, trời ơi.
chú Bảy, con nói cho Bảy nghe, con bán gà lâu rồi, con nuôi nó, con biết, con cân bằng tay, con bỏ lên là con biết nó bao nhiêu ký à. Nhưng mà giờ cái cân nó nói 1,2 kg thì tao biết là 1,2 kg. Còn mình, nếu mày không có tin thì thôi mày đem về đi, kiếm chỗ nào 3 kg đó bán cho ta. Chú Bảy kỳ quá, con cân 3 kg, chú Bảy 1 kg ai con không có bán. Vậy cái ý mày muốn nói tao ăn gian phải không? Con không có nói, mà con không có bán. Đi chỗ khác đi. Thằng bực mình. Anh mua gà không? Chắc thịt lắm á. Ông mua tao cúng ông nội cho hả? Không ấy, ông lấy một gà về ông làm thịt đi. Rồi mua nhang của tôi nè. Rồi tự ông cúng ông luôn đi. Mua nhang tế tôi hả? Không. Mày mới là không. Chú Bảy. Đi chỗ khác kiếm chỗ nào 3 kg bán người ta, để đây tôi buôn bán ơi. Còn bán một ký hai. Mày bán cho rồi, nãy giờ mất công quá. Tôi đây. Mày sao mà. Mày đó tao mới mua chứ. Chứ người khác là tao cho đi luôn rồi đó. Chú Bảy, hồi bán gà ế nhớ mua nhang về cúng. Đập mày bây giờ. Chú Nhiêu, biết là mua nhang về đúng không Long đi. Ủa, trở lại chợ đầy nữa hả? Hết giận rồi hả? Cũng tính lên chợ huyện, mà mua cọng rau con gà lên chợ huyện xa mỏi chân quá, chú hiểu không? Hiểu cái này hiểu nè. Mua gà hả? Mua gà. Nuôi lúa. Thôi được không... rồi, chú hiểu không? Giờ bán sao? Để cân đàng hoàng chứ. Cân đi. Ơi, buôn bán phải đầu ra đó. Ba ký hai giác thấy không? 3,2 kg cái này nó đang là 3,5 kg không ta? Đó, thôi được rồi, 3,2 kg được rồi. 3,2 kg hả? Nhiêu tiền? Thay vì 7,5 hào, nhưng mà cẩn thận bán để làm quen đấy, 7 hào thôi. 7 hào hả? Nè 7 hào nè, tôi trả chú nó, chú hiểu không? Rồi. Có tiền là hiểu liền. Rồi, chú nói nhiều quá à. Tôi đi về tôi nấu cơm cho chồng tôi ăn, tôi hiểu không? Làm gì cười quay vậy? Bà biết không, sớm mơ tôi mua con gà thôi. Một tôi lời 2 đầu bà. Này gì, bà biết cái cân thiên ngân chứ gì? Cái cán cân tôi trống phải không? Tôi đổ thiên ngân vô đó. Tôi muốn đầu nào nặng là nặng, đầu nào nhẹ là nhẹ. Như thế tôi mới lời được 2 đầu. Bà ơi bà. Cái điệu này nè, không phải chốc. Vợ chồng mình phát tài quá. Chồng tôi không ngờ là chồng tôi giỏi thiệt là chồng. giỏi. Nhưng mà tôi nói không nha, mai mốt á là mình á là buôn bán kiểu đó ha, mình để cho bà con người ta tin á là mình phải thề độc người ta mới tin. Ông thề nè tôi nói cho mọi người biết nghe chưa, vợ chồng tôi hả mà buôn gan bán lận đó thì nửa sau này cái vợ chồng tôi hả là coi là tuyệt tôn tuyệt tử luôn. Thì nói vậy người ta mới tin mình mới buôn bán được chứ làm gì có chuyện đó. Hiểu không? Hiểu.
hiểu. Cứ dạy cho tôi đi. Bởi vì tôi lấy ông á, lúc trước tôi hối hận lắm. Nhưng mà bây giờ tôi hết hối hận rồi. Bà ơi bà. Chính bây giờ tôi thấy bà đếm tiền tôi mới hối hận. Hối hận lấy tôi hả? Tại sao mình lại ở nhà này? Chứ lẽ ra ngoài đường mà ở à? Theo cái điệu này, cái đà này đó, vợ chồng mình sau này sẽ có cái nhà. Ý ông nói là vợ chồng mình xây nhà ngói ba gian chứ gì? Ơi, mạng sống của tôi, hơi thở của tôi, tương lai của đời tôi, ôi, hạnh phúc của tôi. Các con. Dạ. Học xong chưa? Dạ chưa. Dạ chưa. Ừ. Con. Dạ. Sao viết chữ xấu quá vậy? Rèn chữ lại đi kìa. Nè, đói bụng chưa? Dạ chưa. Dạ chưa. Ờ chưa là phải rồi, bởi vì chưa tới giờ ăn cơm mà, đúng không? Dạ. Học giỏi, học ngoan nghe chưa? Dạ. Rồi các con muốn cái gì á, mẹ thưởng cho các con cái đó, hiểu không? Dạ. Ừ. Thôi bây giờ học đi. Nè, cha mẹ nói chuyện gì á thì nói, không có tò mò nghe, ha. Dạ. Ừ. Ông à. Ừ. Ê cha. Hey, ai biểu ông mua cái rương vậy? Bắt chước tôi phải không? Nặng nặng. Tôi đâu có biết bà mua cái rương này hồi nào đâu mà tôi bắt chước. Nhưng mà lớn hơn cái rương tôi nhiều quá vậy. Gấp 3 lần đó. Ông. Hả? Buồn quá. Sao bà buồn? Tiền. Tiền là bà buồn. Tiền nhiều quá buồn. Tôi nói thiệt đó chứ không phải tôi nói giỡn đâu. Nhà mình hay bây giờ hả? Tiền quá rồi, không có chỗ để. Trời ơi, đi nát cả cái chợ luôn vậy đó. Mà tìm được có cái rương này là lớn nhất thôi à. Mà không đủ để đựng tiền. Thành ra nó buồn là vậy đó. Vậy là buồn nữa hả? Bà ơi. Bà ông ơi, tôi thấy vậy nè. Thấy bây giờ tiền bạc mình á, ăn mòn đời nó cũng còn. Thôi bây giờ mình nghỉ đi, đừng có buôn bán nữa. Mệt quá à. Thôi, tiền đang vô bà nghỉ. Bà nên tham mệt. Trời ơi. Vậy mà hồi đó bà kêu tôi làm cái cân á, càng lời nhiều là càng tốt. Nè. Vậy thì tôi để tôi. Ba cái chuyện gian lận nó nhỏ nhỏ thôi, còn nó nghe. Rồi bà nhớ không? Nhớ không nhớ. Người ta thắc mắc, ta nói cái cân là không đúng. Bà thề. Trời ơi, bà thề đó. Nhiều khi tôi sợ đó. Đi đó nghèo khổ mới thề bậy. Bây giờ ông tính đi, nhà mình á là giàu nhất cả cái làng cái xã này rồi. Bây giờ tiền bạc quá rồi, mình già rồi, mình nghỉ ngơi an dưỡng tuổi già đi. Với lại ông thấy đó, mình có hai thằng con trai, đứa nào cũng thông minh khôi ngô kháo khỉnh. Muốn cái gì nữa, tôi thấy như vậy là đủ lắm rồi, đúng không? Bà nói cũng có lý. Ừ. Thôi đọc đi, để viết. Cảm ơn nha. Dạ, không có chi hết đó chị. Chị biết làm sao không? Chồng em ảnh làm ở Kinh Thành đó, cho nên em nói một tiếng thôi, ảnh gửi người mua về cho em liền. Em làm như vậy thiệt ra tôi ngại quá. Ôi, chị thiệt có gì đâu mà ngại. Trời ơi, cái tình nghĩa hàng xóm gia láng giềng với nhau, mình yêu thương nhau, mình chăm sóc nhau, có gì đâu mà chị ngại. Bị tôi thấy đào nó quý quá đó mà. Làm cho tôi nhớ lại chuyện hồi xưa phải không? Chị tính nhắc chuyện hồi xưa phải không? Thôi chị ơi, cái hồi xưa đó nó xưa lắm rồi. Nó đã ngủ rồi, chị để nó ngủ luôn đi chị ha. Chị đừng có quánh thức nó dậy làm gì. Trời ơi, nó thức dậy nó quậy. Với cả em nói thiệt với chị, bây giờ á em coi chị thiệt còn hơn chị ruột của em. Tại chị biết sao không, gia đình chị ăn ở phước đức quá mà. Trời ơi, ta nói bây giờ cả làng, cả xóm mình ai cũng ngưỡng mộ gia đình chị hết trơn á. Mà em là ngưỡng mộ chị nhất nè. Ta nói bán rau thôi mà giàu thế. Tức là mình làm cái công chuyện nó lương thiện đó. Chị bán rau là một cái công việc rất là lương thiện. Cái đức của chị nó tích dần, nó dày quá đó. Bởi vậy mới giàu lên cỡ này. Uống nước. Dạ. Nghỉ giọng chút xíu đi. Chị. Hồi xưa mình túng thiếu, qua xin bà ta một quả trứng, bà ta hách mà không cho. Bây giờ mày đặt, thấy mình sang Bắc Hoàng làm họ,
Chị ơi, chị. Chị liếc ai vậy? Chị liếc cái gì mà chị liếc dữ vậy, muốn lọt con người ra luôn á? Đâu có. Chừng đắt cái mắt. Dạ. Là chẳng qua là có một cục bụi. Một cục bụi nó bay vào trong mắt. Thành ra phải liếc qua, liếc lại, liếc lại qua, liếc lại kìa. Để cho bụi nó văng ra khỏi đó mà. Chị khiêm tốn quá, chị nói sao chứ em thấy nhà chị sạch quá chừng mà. Vậy mà mới có bụi đó. Dạ. Trời ơi, nhắc tới bụi em mới nhớ nha chị. Vụ gì? Chị biết bà Lượm ở cuối làng mình không? Lượm? Dạ. Lượm nào ta? Bà Lượm bán muối đó. À, bà Lượm bán muối. Ủa, dạ, dính líu gì cái chữ bụi? Trời ơi, bà đi bán muối rồi. Thì đúng rồi, thì bà là bán muối, bà phải đi bán muối chứ. Là đi bụi đó, đi bụi. Là sao? Bà đi bụi là bà đi lang thang ở trển. Lang thang ở trển? Là chết rồi đó hả? Ủa, chị? Cái chuyện này chuyện kiên kỵ, tự nhiên chị nói. Nhưng mà tôi mới gặp bà đây mà. Dạ đúng rồi, bà mới hôm qua đó bị sét đánh. Sét đánh xong đi bụi mất tiêu luôn. Ủa sao vậy? Chuyện mắc cười lắm chị. Chuyện buồn, em liệu nữa. Bà bán muối cho người ta. Mà bà trộn cát vô để mà cân cho nặng hơn. Trời ơi, mà người ta đâu có ngu đâu chị. Người ta biết liền chứ. Bởi vậy người ta lại, người ta mắng vốn bà. Bà không có nhận lỗi. Bà cãi người ta. Đã vậy bà còn thề độc nữa. Bà thề bà nói tôi hả mà nói sai á, cho ông trời hả cho xét xuống hả, xét đánh chết luôn đi. Đó, bà thề vậy đó. Tôi nói bà thề hôm trước hôm sau bà đi ra chợ. Trời ơi, đang đi giữa đường tự nhiên trời mưa. Bà sợ bà nhột liền. Bà mới kiếm chỗ để mà bà trốn. Bà mới trốn xuống dưới cái gốc cây. Ai về đâu xét đánh trúng cái gốc cây, xét lửa qua bả, nướng bả cháy đen thui y như là củ khoai lang cháy. Dễ sợ chưa? Ông lấy cân lên đi, lấy lên đi. Sao vậy? Đào sâu xuống một chút nữa cho chắc ăn. Đào gì chứ, lấp được cái cân rồi. Ông hả? Có chắc chắn là chỗ này ổn không? Trời ơi, tôi đã dò la chỗ này là mấy ngày rồi, không có ai dám bén mảng tới đây hết. Bà thấy ban ngày cũng lạnh như sống rồi, thấy chưa? Ai dám tới? Ông nữa, cái gì bà cứ nói đi chứ. Mà đêm qua tôi ngủ không có được. Sao vậy? Thế mà tôi chợp mắt á là tôi nằm mơ thấy toàn ác mộng không à. Bà thấy cái gì? Tôi thấy tùm lum tùm la hết á, thấy dễ sợ ghê lắm. Rồi đã vậy á, mấy ngày hôm nay á, mắt phải của tôi bị giật. Mà người ta nói á, mắt mà mắt xui á là nam tả nữ hủ, nữ là bên phải đó. Mà bị giật. Ê ông ơi dạ. Nó bị giật nè. Nè em thấy nó giật không? Thôi bà ơi, bà tưởng tượng tôi nam tả nữ hủ mà mắt giật thì xui giật khi nọ. Dẹp đi. Nè, tôi giật bà nó chưa? Rồi đây sắp tới bà đừng có trao vui chứ. Bà thám tới bên nhà phải chưa? Miệng lưỡi của bà không lường trước được đâu. Không có đâu, nhưng mà lần này bà tám mới nói thiệt mà. Tôi đã mò qua nhà bên bà Lượm rồi. Đúng là bà bị sét đánh hả? Cháy đen như là củ khoai thét. Sì, cứ nói bà chuyện xui hết hồn không à. Bà đừng có nói mấy cái chuyện đó nữa. Xong chưa ông? Đó bà thấy ai, có ai biết được chỗ này mình, đó mình thuộc cái cảnh không? Đi. Bà có đem gạo lên cúng chùa chưa? Tôi đem lên chùa rồi, cúng dường cũng xong hết rồi. Tôi tính ngày mai đó đi bố thí cho người nghèo ở làng trên. Bà chuẩn bị đi, ngày mai tôi đi với bà. Em đi vô này. Mẹ. Vô nghĩa à? Vô ăn cơm luôn con ơi. Vô ăn cơm nè. Mẹ, cứu con. Trời ơi, sao mà rượt em vậy? Em đi vô này à. Thôi. Đi vô này á. Trời ơi, sao giỡn hoài vậy, không thấy mệt hay sao? Dạ không. Ăn cơm đi. Dạ thôi, cậu mới đói rồi, con chơi đến mai cũng được nữa. Thôi nè, trời ơi, tôi không biết nó là người ta hay là khỉ mà nó giỡn hoài không biết mệt chứ biết. Nè, ăn cơm đi nè. Dạ. Tay Trời ơi, tay ơi, cái bình gỗ của tôi. Thôi ông à,
con lỡ làm bể rồi, bể bình này á mình mua bình khác. Dạ đúng rồi đó cha. Hừ quá. Dạ. Hai đứa đi qua xin lỗi cha đi. Dạ. Đi. Cha ơi. Cha ơi, con xin lỗi cha. Mai mốt con dám làm như vậy nữa. Còn có bình nào nữa đâu mà quậy mà phá. Thôi dạ. Mà thôi, ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm. Đi. Ăn cơm. Đi. Nè, ăn đi. Cha ăn cơm mà mẹ ăn thôi, cơm. Thôi, đừng có tiếc nữa mà. Mà cha ăn cơm mà mẹ ăn cơm. Để một lát tôi dẹp cho. Lại ăn cơm đi. Mẹ ơi, bà đưa. Xã. Từ trước giờ tôi trị cho nhiều bệnh nhân, chưa thấy bệnh nhân nào như cậu này. Thật lạ lùng quá. Thầy, thầy là thầy giỏi nhất ở làng này mà. Bệnh nào thầy chữa cũng hết mà. Không lẽ bệnh cô tôi thầy. Bao nhiêu tiền? Thầy nói đi. Bao nhiêu tiền vợ chồng tôi cũng sẵn sàng bỏ tiền ra, miễn sao là cứu được thằng con trai của tôi thôi thầy. Thầy nói đi, bao nhiêu tiền hả thầy? Xin thưa với hai ông bà, từ trước giờ tôi vẫn lấy câu lương y như từ mẫu làm trọng, khắc cốt ghi tâm. Nhưng với trường hợp của cậu nhà, hiện tại chưa có phương thuốc nào được điều trị được, phải có một thời gian nhất định để theo dõi. Tôi sẽ cố gắng hết sức của mình. Con ơi, con có sao không? Thầy ơi, con tôi nó ho rồi thầy ơi. Con ơi, con ơi đừng làm cho mẹ sợ con ơi. Con à, thầy ơi, con tôi sao vậy thầy? Thầy ơi, con ơi, thầy ơi, con tôi nó hôn ra máu thầy ơi. Nhân à, con tôi nó hôn ra máu rồi thầy ơi. Nhân ơi, thầy ơi, con tôi sao rồi thầy? Con ơi, con của ông bà đã chết rồi. Nhân ơi, dạ rồi, cảm ơn. Nhân ơi, Nhân vừa thơm vừa ghẻ đây. Ngon lắm chị ơi, nên là để chị coi thử. Đâu rồi? Có ai nói cho tôi biết ông Bảy đâu không? Hỏi thì phải hỏi đúng người, người ta mới trả lời. Hỏi trống quê trống quốc gì? Ai mà trả lời? Anh bán nhang. Bảy bán gà đâu rồi anh? Mày không hay tin gì sao? Ông bà nghỉ bán lâu rồi. Đang làm ăn khấm khá sao nghỉ bán? Kỳ cục vậy. Hai đứa con ổng mới vừa chết, không biết cớ sự thì sao. Mày nghĩ đi, ông bà còn tâm trí hơi sức đâu nữa mà bán. Vậy gà của tôi bán cho ai? Bán cho ai cái chuyện của mày? Ba sao
kỳ vậy? Con chết thì nghỉ một hai ngày thôi, sao nghỉ luôn? Nghỉ vậy tôi chết theo sao? Mày chết hả? Chết thì mày sẵn mày mua nhang về tự mày thắp cho mày đi. Đi chỗ khác chơi đi. Sáng sớm gặp cái thằng gì không? Vô duyên đúng không? Đúng. Mày cũng vô duyên á. Đi chỗ khác cho tao bán đi. Tự nhiên lại đây khóc lóc à. Gà ơi, Tao với mày sống sao đây? Sáng sớm gặp ông nội khùng, tự nhiên ôm hai gà anh ngồi nói chuyện rồi khóc. Bà ráng ngồi dậy uống miếng thuốc đi bà. Bà cứ vậy hoài thì làm sao mà hết bệnh được. Mẹ nhớ hai con nhiều lắm Nhân Nghĩa ơi. Ráng uống miếng thuốc đi bà cho nó hết mau hết bệnh. Tôi không uống. Ông đem thuốc đi, tôi không uống đâu. Tôi chỉ muốn chết theo hai đứa con của mình thôi. Tôi không uống. Bà buồn như vậy hoài, con nó cũng đâu có sống lại đâu. Bà làm như tôi không nhớ, không thương con vậy. Tôi làm gì nên tội? Các con của tôi làm gì nên tội? Mà nếu tôi có tội lỗi thì ông trời bắt tội tôi đi. Ông trời cho tôi chết đi. Hai đứa con của tôi làm gì nên tội? Mà tại sao ông trời cướp con của tôi vậy hả chứ? Tất cả cũng tại tôi. Tại tôi buông gian bám lận. Mà cũng tại bà. Tại sao bà bắt tôi phải thề như vậy? Trời ơi, không ngờ lời thầy ấy nó linh thiêng như vậy. Mẹ hại các con rồi, các con ơi. Cha bắt được là chết chứ cha ra chưa? Cha ơi, cha ơi. Chính rồi. Tôi không hiểu. Hai người ăn ở thất đức, làm chuyện lọc lừa, trời đất đều không dung. Hai đứa nhỏ đó thực chất là hai con quỷ sứ do Ngọc Hoàng sai xuống để trừng phạt ngươi. Sau này nó lớn lên, nó sẽ làm cho ngươi khuynh gia bại sản. Nhưng nay thấy ngươi biết ăn năn hối lỗi, Ngọc Hoàng ra lệnh cho chúng về trời quy nạp. Cái chết của chúng cũng là vì nguyên do này thôi. Ráng tu tâm chính đức, làm việc nhân nghĩa thì trái đắng cũng có ngày sinh quả ngọt. Để
để cậy nhờ về sau. Ông à, hả? Ông sao vậy? Sao đâu ông? Thôi, không sao đâu. Ngủ lại đi ông. Hôm nay á, tôi có dở theo nấm xôi nè. Vợ chồng mình ăn đi ông. Ông nữa, tôi nữa. Ông ơi, tôi đói quá. Làm ơn cho tôi miếng cơm ông ơi. Tôi đói quá ông ơi. Dạ, đội ơn ông, đội ơn ông. Nè, mi biết trước vợ chồng mình lâm vào hoàn cảnh như ngày hôm nay á, thì tôi đã để dành một ít nữ trang rồi. Cũng tại ông. Anh không nhớ nữa. Của đó là của Giang, của Lận. Tôi cúng chùa rồi. Mong trời Phật phù hộ cho vợ chồng mình có sức khỏe. Mình làm ăn đàng hoàng lại từ đầu. Từ khi được thần linh báo mộng, vợ chồng ông Bảy không còn thương khóc con nữa. Ông bà quyết chí làm ăn ngay thẳng và cố gắng làm nhiều việc thiện. Chẳng bao lâu sau, cuộc sống trở nên khấm khá hơn và bà Bảy lại sinh được hai đứa con trai khác. Hai đứa trẻ hiền lành, văn hay, chữ tốt. Khi lớn lên học hành đỗ đạt, hiếu thảo với cha mẹ, vợ chồng ông Bảy được sống vui vẻ, thảnh thơi trong cảnh già.